Xin chào cả nhà, chào quý bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về vụ mà Alibaba lừa đảo nè các bạn. Thì hôm nay nè, cái ông Nguyễn Thái Luyện á, vẫn còn khăng khăng á, là nói mình bị oan và vẫn nói là điều mà ông ta làm là đúng, giúp cho nhiều người đầu tư sinh lời. Bởi vậy, kêu mà chứng nào tật nấy vẫn không ăn năn hối cải. Cụ thể hôm nay sẽ có nội dung như thế này. CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện nói, tôi đã giúp cho rất nhiều người đầu tư và sinh lời. Tới giờ vẫn không để ai mất tiền. Nhìn một cách nào đó công ty tôi đã giúp cho rất nhiều người đầu tư và sinh lời. Đó là lời nói ngụy biện của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện trình bày tại tòa sáng hôm nay. Và sáng ngày hôm nay ngày 10 tháng 12, Tòa án Nhân dân ở Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Đại diện Viện Kiểm soát Hồ Chí Minh tiếp tục phiên thẩm vấn. Trả lời thẩm vấn, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Alibaba tiếp tục nói mình vẫn bị oan. Đáng nói trong khi Võ Thị Thanh Mai là vợ Luyện, Nguyễn Thái Lực là em trai của Luyện và các nhân viên cấp dưới đều thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Nhưng không, Nguyễn Thái Luyện lại khẳng định họ bị oan luôn. Trong phần trả lời thẩm vấn trước đó, Nguyễn Thái Luyện lần đầu tiết lộ về số tiền 1.600 tỷ đồng huy động sau 15 tháng thành lập công ty Alibaba. Xét hỏi Nguyễn Thái Luyện, đại diện Viện Kiểm soát Hồ Chí Minh đề nghị Luyện hãy làm rõ về việc từ đầu năm và từ đâu tăng vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng. Và sau hơn 15 tháng thành lập công ty, số tiền này có thật hay không và lấy từ đâu, nói cho rõ. Luyện đã khai, lý do công ty tăng vốn 1.600 tỷ đồng là do đối tác thực hiện dự án Tây Bắc Củ Chi hứa góp. Sau đó đối tác cho biết ban quản lý dự án Tây Bắc Củ Chi không đồng ý hợp tác nên đối tác của công ty đề nghị ngưng góp vốn rồi. Luyện nói lúc này dự định sẽ đăng ký lại số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng là vốn thực chất Luyện đang có. Đại diện Viện Kiểm soát tiếp tục hỏi thời điểm tăng vốn, bị cáo có thật sự có 1.600 tỷ đồng tiền mặt hay không? Luyện vòng vo cho biết, có thật, tôi có 1.600 tỷ đồng. Khi Viện Kiểm soát Nhân dân hỏi về hợp đồng là đất thổ cư nhưng thật ra chỉ là đất nông nghiệp, Luyện cho rằng đất nông nghiệp mà mình sở hữu có quy hoạch đất để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng mà. Tôi đã làm dự án này, đều dựa trên những cơ sở mà luật đất đai quy định. Khi tôi chia sẻ với khách hàng, rao bán đất cho khách hàng, tôi cũng nói rõ hiện tại đất đã được quy hoạch, đất chuyển đổi mục đích sử dụng, Luyện trình bày. Và Luyện đã cho rằng, hợp đồng này đã ký và cơ sở pháp lý hai bên cùng thỏa thuận, hợp đồng đã được lập, khách hàng cũng đồng ý, như vậy không có sự gian dối nào ở đây cả. Tới giờ vẫn không để ai mất tiền, nhìn một cách nào đó công ty tôi vẫn giúp cho rất nhiều người đầu tư và sinh lời từ đây. Bản thân tôi nhất quán với những gì đã làm từ trước đến nay, Luyện đã vẫn khăng khăng khai như vậy. Trả lời trước Viện Kiểm soát, Luyện tiếp tục chối tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Luyện nói đất mua làm dự án là đất nông nghiệp có quy hoạch, do đó mới có chuyên chuyện mà giá cao hơn thị trường. Luyện còn khai đã thống nhất vấn đề này với khách hàng rồi mà, khách hàng đồng ý họ mới làm hợp đồng họ mua chứ. Trong khi đó, tài liệu của các cơ quan điều tra chứng minh công ty Alibaba hợp đồng ký chuyển nhượng cho khách thể hiện bán là đất thổ cư, chứ chả có cái câu nào nói là đất mà nông nghiệp đang trong quy hoạch cả. Và theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân đã thành lập, đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án mà. Sau đó, bị can thông qua công ty Alibaba để quảng cáo và bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu để lừa cho các khách hàng hàng nghìn khách hàng nữa. Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, hoặc thuê lại với giá 2% trên tháng kể từ ngày ký và thanh toán. Hầu hết các khách hàng chuyển nhượng đất đai dưới nền thổ cư của công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng. Các bạn thấy không? Bởi vì còn số nạn nhân này nghe nè, công an đã xác định tính đến ngày 20 tháng 1, 2022 có 4.361 nạn nhân gửi đơn trình báo bị chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng. Trong đó, Công an Hồ Chí Minh làm việc với 3.999 nạn nhân, còn 362 trường hợp không đến để làm việc. Các bạn thấy không? Bởi vậy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bởi vậy, bị bắt suốt thời gian qua mà bây giờ vẫn không hối cải, vẫn nói là mình bị oan, không biết oan ở cái chỗ nào. Trong khi mấy ngàn người nhân dân kia tiền họ đã mắc mà đất thì không có, thì bây giờ tính làm sao?